Vâng, Phan Long Bất Động Sản xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Đầu tiên thì kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và bình an nha quý vị. Hôm nay thì Long sẽ review cho quý vị và các bạn những cái sản phẩm bất động sản là những lô góc, phải nói là những siêu phẩm bất động sản quý vị. Đây là con đường DK5 của tái định cư Mỹ Phước 3, và đối diện với nó thì chính là đường DD5, và phía trước mặt của chúng ta đây chính là đường NE8 này, một trong những cái trục đường mà thật sự là kinh doanh cái gì cũng được. Đấy, đang ngành nghề đây thì đa số là cửa hàng, văn phòng, rồi là siêu thị. Đấy, các cái quán ăn trên đường này thì quán nào cũng đông, và đông rất đông quý vị ạ. Cà phê cũng vậy, cái mật độ đi lại trên con đường NE8 này gần như là nó kết nối các khu với nhau, khu Mỹ Phước 4 này quý vị các bạn. Khu Mỹ Phước 4, rồi khu Mỹ Phước 3, và khu thành phố mới Hòa Lợi, ngã tư Hòa Lợi. Đấy là những gì mà con đường NE8 mang lại cái lợi ích kinh tế rất là tốt, khi mà lượng dân đi lại, dân cư đi lại, và cái sự thuận tiện của nó. Và ngay góc này cho quý vị, xin giới thiệu với quý vị các bạn là góc này là góc đầu tiên. Đây là một lô góc có diện tích là 10x30 và hiện tại đang cho thuê như vậy. Ở cái góc ngoài này thì cho thuê một cái quán ăn này, quán ăn sáng, và một cái quán bên trong thì cho thuê kinh doanh vào buổi tối. Diện tích là 300m2 với một mức giá hiện tại phải nói là rất tốt, là 15 tỷ nha quý vị, là 15 tỷ. Đó. NE8 đây. Trên con đường NE8 này thì có một căn nhà một trệt hai lầu. Có căn nhà một trệt hai lầu. Có một cái mức giá cũng rất là rẻ, đó là chỉ chưa tới 4 tỷ rưỡi nha quý vị. Một trệt hai lầu. Nằm dưới đó một tí.